Xin kính chào tất cả quý anh chị đã quay trở lại với kênh Mua Bán Xe Cũ. Em là Trịnh Vũ Thái Hòa, đến từ Auto 88, địa chỉ cửa hàng tại số 5 đường Thành Toàn, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Hôm nay thì em sẽ gửi tới quý anh chị 3 mẫu xe phiên bản máy dầu đang có mặt tại Auto 88 bên em. Và tất cả những xe bên em bán ra thì đều cam kết không đâm đụng, không ngập nước, động cơ hộp số nguyên bản, hồ sơ pháp lý chuẩn và không phạt nguội. Đó, trong cái thời buổi báo giá thì quý anh chị có thể biết là xăng đang tăng rất là cao thì máy dầu lại là một sự lựa chọn hoàn toàn hợp lý, đúng không ạ? Đi tiết kiệm nhiên liệu hơn này, đi đường trường bốc hơn này, đó. Rồi em sẽ đi chi tiết từng sản phẩm một anh chị nhé. Em sẽ đi từ trái qua phải. Đầu tiên em gửi tới quý anh chị đây là chiếc Kia Sorento phiên bản 2.2 phun dầu cao cấp nhất đấy, nghĩa là Signature Premium đó. Xe thì sản xuất và đăng ký vào tháng 6 năm 2021. Xe thì mới chỉ chạy 3 vạn km anh chị nhé. Full lịch sử bảo dưỡng trong hãng, cực kỳ đẹp luôn anh chị ạ. Xe mang biển gốc thành phố. Gốc thành phố nghĩa là mặc định sang tên Hà Nội sẽ không mất 20 triệu tiền biển. Đó, xe thì được khoác lên mình màu là màu xanh đen anh chị nhá, rất đẹp luôn ạ. Cái màu này thực sự em thấy còn đẹp hơn cả màu đen. Màu trắng thì chắc là nhiều người chuộng đúng không, nhưng cá nhân em lại rất thích cái màu xanh đen này. Nó có một chút gì đó rất là nam tính, có một chút gì đó rất là sang trọng, đúng không ạ? Rồi, không lan man nữa, em sẽ đi vào chủ đề chính. Đây là bản phun dầu cao cấp nhất, xe sẽ được trang bị camera 360 này. Radar phanh khoảng cách. Đó, radar phanh khoảng cách xe cũng được trang bị anh chị nhé. Đèn trước sau của chiếc xe thì đều được trang bị đèn full LED. Rồi là full cảm biến trước sau. Full cảm biến trước sau. Đèn này đèn mắt liếc anh chị nhé. Đèn mắt liếc. Đó, ở góc này hơi chật một chút, nhưng mà chắc là quý anh chị cũng ngắm đèn của chiếc Kia Sorento nhiều rồi đúng không ạ? Tất cả, cả 3 phiên bản đều là những phiên bản hai cầu anh chị nhé. Đều là những phiên bản hai cầu. Đó, đèn ambient light này, đèn ambient light này, nhớ ghế này, bốn lên xuống kính đều auto này, cửa sổ trời toàn cảnh này. Đó, rất nhiều chỗ ni lông vẫn còn chưa bóc anh chị ạ. Xe thì được trang bị nội thất màu kem. Đó, hai hàng ghế trước đều được trang bị ghế chỉnh điện anh chị nhá. Vô lăng ba chấu của chiếc xe cực kỳ là đẹp. Đó, cực kỳ là đẹp, xe đã được trang bị cái logo mới rồi. Vô lăng của chiếc xe thì vẫn đang còn nguyên phấn của nhà sản xuất luôn anh chị ạ. Đây là bản cao cấp nhất. Xe sẽ được trang bị cần số dạng núm xoay này, phanh tay điện tử này, rồi là làm mát hai hàng ghế trước này, sấy hai hàng ghế trước này. Màn hình trung tâm của chiếc xe lên tới 13 inch, hiển thị cực nét, cực đẹp luôn anh chị nhé. Mặt đồng hồ của chiếc xe cũng được chuyển theo 5 chế độ màn hình, tùy theo các chế độ lái xe khác nhau. Đây là phiên bản 7 chỗ anh chị ạ, đây là phiên bản 7 chỗ. Cá nhân em thì em thích phiên bản 7 chỗ hơn là phiên bản 6 chỗ, 6 chỗ vẻ hơi bất tiện đúng không ạ? Đó, hàng ghế thứ hai của chiếc Kia Sorento thì cực kỳ đẹp và rất rất mới luôn anh chị nhá, rất mới luôn. Xe được trang bị lên tới 3 cửa gió điều hòa. Và hàng ghế thứ hai, hàng ghế thứ ba có thể gập bằng điện anh chị nhá. Gập bằng điện, xe cũng được trang bị cốp điện ạ, vành 5 chấu. Nói chung là xe về bên em đã kiểm tra rất là kỹ rồi và lịch sử hãng bên em cũng kiểm tra cực kỳ kỹ rồi. Đó. Chiếc Kia Sorento phiên bản phun dầu cao cấp nhất Signature Premium sản xuất và đăng ký năm 2021. Màu xanh đen biển Sài Gòn, chạy 3 vạn km, đang được Auto 88 chào bán với giá là 1 tỷ 279 triệu đồng. Đó, giá trên thì vẫn còn thương lượng được, nên là quý anh chị hoàn toàn yên tâm anh chị nhé. Tiếp đến chiếc xe bên cạnh, em cũng sẽ siêu sập sàn luôn ạ. Đây là chiếc Hyundai Santa Fe, phiên bản phun dầu cao cấp nhất. Bản Premium đã sản xuất và đăng ký năm 2019, xe chạy chỉ mới 2,9 vạn km. Biển số cực kỳ đẹp luôn anh chị nhé, và sẵn biển Hà Nội luôn. Đó, bản cao cấp nhất này thì xe sẽ được trang bị đèn trước sau full LED này. Đèn trước sau full LED này. Nội thất da hai màu này, cốp điện này, hắt kính lái này. Đó. Nội thất của chiếc xe cũng đang còn rất mới luôn anh chị ạ, rất mới luôn. Đó, cửa sổ trời toàn cảnh. Nói chung là đủ hết, không thiếu một cái gì cả. Quan trọng nhất vẫn chỉ là giá thôi đúng không ạ? Quan trọng nhất vẫn chỉ là giá thôi. Đó, nội thất của chiếc Hyundai Santa Fe thì rất sang trọng rồi. Cái màu nâu này thì trông rất nhã nhặn đúng không ạ? Ai cũng hợp mà đỡ bị bẩn. Chiếc này thì bên em đang chào bán với một mức giá cũng rất yêu thương là 1 tỷ 155 triệu đồng. Và em hạ sập sàn luôn cho quý anh chị đấy ạ. Giá vẫn còn thương lượng được. Chỉ cần quý anh chị thích, cứ alo cho em, tới được giá nào thì anh em mình tới với nhau. Hyundai Santa Fe, phun dầu cao cấp nhất, sản xuất đăng ký năm 2019. Auto 88 đang chào bán với giá là 1 tỷ 155 triệu đồng. Giá trên vẫn còn thương lượng được. Và chiếc xe máy dầu cuối cùng ở bên em, đây là chiếc Hyundai Santa Fe phiên bản phun dầu cao cấp nhất, sản xuất và đăng ký năm 2020. Đó, xe một chủ từ đầu, tên cá nhân, mang biển số gốc tỉnh anh chị nhá, chạy 4 vạn km, cực kỳ là đẹp luôn. Đó, xe
khoác lên mình. Màu ngoại thất là màu đen, nội thất thì cũng không khác gì chiếc xe bên cạnh cả anh chị nhá. Nội thất cũng không khác gì cả, cũng là nội thất da hai màu. Đó, nội thất hai màu, option không khác gì cả. Nội thất cũng vẫn còn rất tươi luôn anh chị nhá, rất tươi luôn. Chiếc này thì bên em đang chào bán với giá là 1.199.000.000 đồng. Đó, em cũng sale sập sàn luôn cho quý anh chị có thể mua được chiếc xe máy dầu. Trong khi thời điểm tháng 4, khi xe ở thị trường bị đẩy giá lên rất là cao, chiếc xe em nhớ em còn bán ra lên tới 1.260.000.000 đồng. Đó, bây giờ em chỉ chào với giá là 1.199.000.000 đồng, giá trên thì vẫn còn thương lượng được. Đó, anh chị có nhu cầu mua xe thì hãy liên hệ qua số hotline ở trên màn hình. Em sẽ báo giá yêu thương nhất cho tất cả mọi người. Và em xin nhắc lại là tất cả xe bên em bán ra thì đều cam kết không đâm đụng, không ngập nước, động cơ hộp số nguyên bản, hồ sơ pháp lý chuẩn và không phạt nguội. Đó, anh chị có nhu cầu mua xe liên hệ qua số hotline ở trên màn hình 0961408888 hoặc là qua Facebook chính chủ của em là Trịnh Vũ Thái Hòa. Rất là cảm ơn anh chị đã xem hết video và chúc anh chị có một ngày làm việc thật hiệu quả và tràn đầy niềm vui.